Lên chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình Văn Cũ Túi cuồng Tông Tập 202 Liên Phương Bộ Nam Dư Phòng Mù tả nhé À nói nhỏ này à, cháu ngồi ba bối của ta anh rất là sông bài người đó Hắn nhiên giờ là đang lên lúc ở nơi heo lánh nào đó Chiếm ngưỡng thần tử của mình Thúi già già chưa gì đã có sạch tâm tư của người ta rồi Nè Sao quân gà gà còn cảm giác thân bí đối với ta nữa đi Ừm Ờ quân trưởng mồm mà trước đây chúng ta từng ăn cơm rồi Nhưng mà chưa từng thấy ngài ăn cái kiểu mà yếu điệu thế này à, Hiểu y không đó hả Đây gọi là nhô nhã Người hâm mộ của ta đang nhìn ta kìa Ta phải duy trì cái hình tượng hoàng mỹ chứ Châu gái của tường lão Hoàng già có tiếng là đại mỹ nhận Sao lại nhìn trúng cái tinh hồ thế kỳ chứ Bốn người con trai Châu chắc của tường hoàng già lão Cũng chỉ là có một người Mỗi một người thế này Lần này thích lực các pháp phường đột phá những người trẻ tuổi tại dội tới. Chính là vì cầu hôn đại thị thừa của thượng hoàng đó. Không ngờ thị tử này lại dành cái cơ hội trước lại muốn thử xử lý hắn luôn không. Các tiếng tài cao cấp của chúng ta còn không bằng một tiền nhóc còn còn ở vùng quá nhỏ hay sao chứ. Các vị quần còn tử tự cho mình là cao hơn người. Chỉ động miệng thì không đủ ghi nghiện đâu. Từ ngoài lại giờ từ gà xin lỗi vì đã làm phiền thọ yến của ngài. Nhưng mà có mũi này đã vò về bên tai rồi Không đập chết thì sẽ ngứa tì đấy ừ, Thành như quận bồn tà bị hắn cuối thường đã lâu rồi Những người trẻ tuổi tài cao các người thể hiện ra một chút cơ bắp Là lão phù đã thấy câu có không được rồi Lão phù cho người thêm cơ hội nhé Anh tại các quận muốn rèn luyện mà dũa lão phù hoàng ngân tới nhưng nếu như có người vì thất bại mà lòng xin oán thù công tử của từ công báo tư thù đừng rít lâu phù giữa tu đoạn lối đình chu linh tuyền diệp thánh tuyền thu phục võ vườn có sự tích của người thì cháu gái ta đều ra nghe cớ cho ta nghe hết rồi <laughs> ta có trọng người đó hãy cho thanh dương quận này cô ta nở mày nở mặt đi <laughs> ta vẫn luôn phát phi mà bọn tôi sắp quên mất mình vẫn là một con người cơ bắp khỏe khắn rồi đi để tránh các người thấy bổn tòa đang ức hiếp người Bốn tổ hôm nay sẽ ngồi đây tiếp các cao thủ ở các chiều của cao thủ anh tài đi. Chỉ còn các người có thật khiến cho ta rời khỏi cái chỗ ngồi thì coi như các người thắng. <laughs> Một cầu đẳng quần nhỏ bé, không có ai ra gì mà, đúng là ngóng cuồng cùng cực. Xem chiêu, để ta dạy dỗ người đến ta quấn lai Tung. À, nhiều quá, không nhớ nổi người tiếp theo. Xem chiêu. Nào, cùng lên đi. <laughs> Biết là tử đường đấu lưỡi hại có nào không hả? Ốc quán nhà người. Quỳ quân chữ một. Đến người chỉ đến mỗi mặt. Thế chẳng khác nào đó tụi với tất cả các thứ lực gì sau. Chẳng lẽ quân chữ một cố tình kêu ngào như vậy lấy đó để thể hiện thực lực của Trần Dương Quận để chúng ta không dám giữ dần khởi bệnh. Quần chương mồm mà nỗi cố tâm của ngài ta hiểu rồi mà. Anh à, để nhau thật là sáng khói thật đi chứ. À, đàn phê còn. Chứ vị à. Tránh ra. Con trẻ như vậy mà đã có tu vi thế này. Hồi tuổi trẻ tài cao năm đó lão phụ cũng không bằng hắn được đâu. Lực đập nấm vẫn huyền diệu chiếu nào cũng chỉ đầu chứ còn bị thừa từ khi ta chấp chính tin này thì tu vi của độ tuổi này cũng không thể nào dưới mười ngón tay được thiên tài thì không thể hiện ra ngoài cờ này đúng là phúc của thành dương quần ta chào gai bảo bối của ta đúng là có con mắt không tệ và không ngờ để nhìn thấy hiện trường quân trưởng môn ở ngông cuồng thế này ư các tỷ mùi thì chắc chắn sẽ ngưỡng mộ phát đi mất thúy À, cảm ơn chú vị đã tới đây chúc thọ lần này yến thì có rượu có viên võ hãy chơi tích tận hứng đi ha đó tờ tường hoàng lão già đã khoan đãi ở à, quần chương một xin dừng bước người người chúng ta thì tương phùng hận vãn không biết là có thể ơn lại phủ thấm vài ngày không ồ đúng là vinh hạnh không hết ở à, quần chương một mà tượng quan lão già thích ngày đó có hội này phải nắm chắc cho vẫn vào Năm bây gì Lỡ muốn gã cháu gái cho ta Nhưng mà nhà ta đã có rồi Dạo như vậy, à, Chỉ có quân trưởng môn thôi Màu ra đi đi ai Ta nên từ xối xào Mới không ảnh hưởng tới tình cảm Của hai ông cháu thường hoàng đi ta ai, Cái mị lực đang chết đi của ta Thiệt là Ta chưa từng thấy Mộng tí thư thì yếu làm người quân mổ tim đã cố chúng về Ờ à, giờ dạ dạ Không phải hắn thì ăn con không gã Ở à, quân trưởng môn mà Trước khi người trời người ra thì ta đi đâu để tìm cháu rỡ ưu phu, tú phòng lầu sản của anh Tuấn Tiêu Sái thật sự vi phạm như thế này đây. Ây chà chà, phải nhìn dừng cái chiến loạn thôi, không thể để cho họ càng lung sâu như thế này được. Ừ, quân chứng môn, cuối cùng ta cũng được gặp được ngài ở ngôi đời rồi. Ờ, à, thượng thường hoàng đại Tiểu thư, quân mẫu bây giờ đang trong thời kỳ lo liệu, à, lo cho sự nghiệp, chứ có nhận ở tạm thời không nghĩ đến à, ta có à, ta có thể gia nhập thi cốt trình phái để trở thành để tư của ngài không hả sao không có theo kịch bản gì nè chưa mồ mà trên tư liệu của ngài ghi là một bảy cảm giác là có hơi sai lệch à ly thành dường kể ngày nào cũng bận rộn nên đến lúc ngủ thì mới có thời gian ăn cơm mà ờ à, thần kẹt có thể phá được hàng phòng ngự của tiêu tội dĩ ca ca sâu tiểu muội và tiểu phi ca lần nào cũng hành động cũng dính lấy nhau hồi là cặp đôi chính thức thì sau chứng môn ca yêu ai nhất nè đã xuất tỷ hay là lớp đường chủ hay là lù lì vẫn là người tỷ mà à lâu giờ từ à cảm giác ngài báo ta nhận cháu ngày làm đồ đệ, mục đích có mở đơn thuận có đúng không À, nên nói nhảm lão phù là vì giúp người vừa qua kiếp nạn của một phái vào nhì nhà và nhọc cục phái mà sát tổng mới không dám ra tay với các người chứ Còn phải vì giá đầu này mà ngày nào cũng nói như vậy đâu sắp phiên chết ta mất rồi à, nên ta mới muốn cho nó đi đâu đó à, người bị cảm cái gì vậy hai à, có của miệng hơi có khuyết điểm nhỏ ra thì vào nhì nhà ta là tiên phú học giỏi cực cao đó nha vãi nó nói nhiều thấy mộ luôn Đây, bị kiếp gió còn, chờ một cái cà, đây là trường pháp lúc ta rảnh tự tạo ra đúng lúc Quỳnh đang giúp ta sửa lại chút đi hả? Dù sao thì ban đầu lúc quần trưởng môn xuất hiện thì chính là vì muốn học võ để chỉ võ đạo của Tạnh Dương Thành. Tuổi còn nhỏ mà có thể tự tạo ra võ học à? Tiếng phúc của đứa trẻ này cũng tốt quá. Thân là trưởng môn anh ta lại không làm được. Lúc đến là chiều thứ tư bà linh lực vận đổi thành thiếu ấm kinh mạch có thể tăng ba phần thực lực à? Mà chỉ thứ năm lại có thể đổi thành công thủ bốn lần tung thành ngàn cân. Cuối cùng thì thu về linh lực không bị điều tán, mà sẽ tụ lại ở công nghiệp. không bộc phá ra. Nếu như bộc phá thì sẽ như là trời sập đổ. Chốn pháp mờ mại này có thể nền là cao cấp tầng thấp. Sau khi đuổi thành đã đến cao cấp cao phẩm, thiên phú vô học của Thượng Hoàng Thị Thừa đúng là kinh người. Ôi, chữ môn gà cà đã sửa sống rượu, bây giờ nhìn thấy hỏa cả mắt rồi đó, mà muốn chỉ đổi thành ở cách trung phẩm được thôi. Đồn sẽ chi phụ là thân khí phân tích giao hợp à <laughs> hai, hai trăm lần cuối, hai trăm lần rồi, rồi, cuối cùng thì hắn cũng đã nhớ tới ta rồi. Ấy, à quên là được rồi mà. Ai bảo ngươi, người ta nhiều chi thức chứ, lại còn có mấy nơi cũ nữa chứ. Hả? Ừ, sao tự nhiên lại nói nhảm thế nhỉ? Quân chứng mồm nhanh như vậy đã bị, vào nhị ép cho bị điên rồi sao? Ôi, nói ai mới có Mấy nói cụ hả lão tử hiểu chuyện lắm đó nha hệ thống mà đi rồi qua wow. Tường hoàng quan hâm sao giờ ngươi chính là đệ tử chính thức của thiết cốt phái ta rồi Tường hoàng hầm vào giấy thông báo tuyến người vào thiết cốt phái người viết giấy là thành viên của môn phái hai không một năm trên năm nghìn đi rồi hầm vào à ngươi có cần đợi thêm vài ngày rồi cáo biệt với già già người không không cần không cần đâu, lão phụ đã sớm giúp nó thu dọn hành lý rồi. À các người cứ xuất phát luôn đi ha. Vãi đuổi trong gái luôn. Qua wow, cái cục nợ đi mất rồi hên quá. Ui. một phái con trắng lờ hơn cả trong nghe... trong tin tức ta nghe được. Chắc chắn là từ tiền của anh Lý Thành Dương Kaka. Chờ một kẹt cà, các sư huynh sư tỷ khác đều đang ở trong một phái sầu. Ta có thể lấy bản đồ đã ghi đã ghiêm đi thử xem hàm vòng ngựa của tội dĩ sư huynh sau. Ờ, à, mà tí sự huynh sư, sư tỷ đã bóng vui vẻ, sẽ không đập đầu vào đợi chưa? Mà đây tí tỷ có phải là cặp đôi chính thức của chương một kẹt kẹt không? À, cuối cùng cũng tới nhà rồi. À, nó có thể đi làm phiền hơn hai ngày người khác nữa chưa? Chương một kẹt kẹt Đây chính là đi chút thò Hai lý đi nhận thêm một mùi mùi về. Ôi thiền thiên đoạn đường này ta vất vả quá quà wow, Thiên tí chứ à đúng rồi Thiên Thiên chị tỷ là cô chủ một cái ca mà Mà đúng rồi ha đại tẩu ta là đệ tử có chủ một cái ca mới nhận thường quà hầm dầu à tớ là phần chân chính của cặp đôi hai người đó quà đệ tử mới đáng yêu quá à chị à không không à chị tí sẽ đưa người đến ở à, chỗ ở nhì sau này ta sẽ gọi người là giàu nhì hà để lớn nữa ta đi người đưa người đi nhận đồng phục ha giả dạ, giả dạ. Cái gì? Ôi không ai chăm lo bụi bẩn bám khắp nơi rồi. Nhưng mà cuối cùng thì bọn ta cũng thoát khỏi nhà đầu kia rồi. Không khiếp quá. Ý? Chuyện gì nữa? Lăng kỳ đường à các người vội đi đâu? Chưa mùa mà đúng lúc người về rồi vừa nhận được tin tức của tế vũ đường. Ở trong cốc tử vong bị mấy tà phái của Hoa Anh quận bao vây. Sau cái việc hát ơn đường thì không ngờ lại có người dám ra tay vì ta, tử bị bao vây là ai vậy? Thế tôi dị sự huynh và tỷ sứ mùi sư huynh bồ họ. Vì còn còn mau xuất phát đi. Mấy tỷ tử này ra tì không biết nào nhẹ đâu. Đi muộn rồi cơ hội thực chiến của các người sẽ mất đấy. Gần đây thì có phải các người rất hùng hậu hả? Giang hộ truyền tiếng trấn bị và công pháp của các người đều rất bất phạm. Thế thì cho mấy môn phái bọn ta mượn dùng xem thế nào? À, hai môn phái phát lục lầu à? Hai môn phái thất lầu và các người? <laughs> Là một ăn cất của bọn ta sao? Nếu như các người đã nghĩ vậy thì ta cũng hết cách. Các người chủ động vào rồi đây. Bọn ta đâu có tính được cướp đâu. <laughs> Ý? <laughs> cái, cái, gì? Sao sao cảm giác đang sâu Lạnh là lạnh lạnh thế nhỉ? Còn đúng, chỉ là một đám tân thủ mà thôi. Lại còn dám cười nhật ta đúng là chưa thấy quán tài chưa đủ lễ. Để ta khai sáng cho các người biết công pháp của huyết diễm môn chúng ta cơn đã như thế nào. Trường lão thật là lợi vũ. Mơ to mất ra, nhìn đi lũ cúng con. Tiệt chiều hóa lễ tốt truyền của lừa sinh đại nhân. Ừ? Thấy thế nào Ta lại Ôi ta đang ở đâu Ôi trời ơi là ta đấm cơ mà, Tại sao ta lại bị ăn đấm thế này Ôi qua nhìn là tuyệt chiều của tổ truyền Mức độ phản phệ cũng lớn quá đi Chà chà Đúng là hiện diện mồm phế vật mà Một tí tử hộ bối cũng đối phó không xong nữa Vậy thì để phòng vũ Của các của chúng ta xuất thủ Vậy cho chúng biết thế nào Là đâu dạ yeah. ai à, già rồi không mới nhà dưỡng lão đi mà còn bồn chen nữa chứ ngộ ngộ trưởng lão cẩn thận đi hà tên tiểu tưởng này không bình thường ừ, không sai quả nhiên là cái giống bất hữu tông này các người Cái chút tà môn có mà gió tông cũng không phải là cái loại yếu ớt như các người nghĩ đâu các đệ tử cùng lên cho ta ta không tin hơn 500 người lại còn bắt nổi ba mươi mấy tiểu mao đầu tướng này Hữu thuẫn Thức thường, bớt hữu trận Ở siêu đề Cái đám đầu tư lâu la này Ta pháo Giao cho các người đó Còn mấy vị trưởng lão thì Hôm hèm kia Cứ để cho chúng ta đối phó Chúng ta xem xem Ai là đội đầu tiên Kết thúc giao đấu nào ừ. Là chấn Phong ngữ luôn hử nổ no, luôn cước còn tên nào vì sao chúng lại biết tuyệt chiều của Lợi xin đại nhân <laughs> đúng là nghị tốt mà lao trào à giờ lời hắn một màn con đứa trào hội bị kiếp đúng vậy Hai vị này là trường lão của lối đình điện và tiểu ma tông có đúng không? Chỉ là thất tông lầu môn, đến phong võ sự phiền hai vị. Cốt sơ minh kia cho đi. Ôi cảnh giới chưa tới võ tông thì không xứng để đến với bất hữu tông đệ tử nội môn của chúng ta. Mọi thì tôi kỹ à, sao người dám kể của ta vậy? ya yeah. Hai người các người mới mưa trang bức mà không nhìn tình hình xung quanh à. Cả sự địa đã càng quét gần sống rồi kìa. Trời còn lơ mơ nữa là chúng ta thua đó. Sự à, các người cứ từ từ diễn hà. Chúng ta bên này đã thú dọn nốt mấy cái tinh lạc đàn đấy. Ừ. Thì ba vị tiêu hiệp xin tha mạng. Tiểu nhân chỉ là một sự phẩm võ tàu nhỏ bé thùy Ở trên có mì già dưới có con thơ trẻ dạy Tội kỷ chúng ta tới Ôi muộn bà nó rồi Ồ, Ai bảo cái người ra tay nhảnh như vậy hả Chúng ta chỉ hết tốc lực mới chỉ mất bầu lầu chứ Núi cánh giữa thôi mà ở tầm chỗ ở phương chỉ có hai tên sơ phẩm võ tổng và một đám tiểu lù là thùy cái hiệu suất này nói thật là có chút chậm rồi á hai à, giờ cái loại đối thủ này vừa miếng tới này phải nói là khan hiếm như là đọc sách như là động vật sách đó dễ hiểu chưa vậy mà các ngươi lại ăn mến một mình đã nói là có phúc cùng hưởng có địch thì cùng nhau chia mà đây rồi tầng một thì bờ lỡ vậy thì tầng hai đi thôi không thể để cho đội lan kỳ bình một chiến tay không được lối đình điện ừ. hôm nay không biết vì sao ở trong lòng ta cứ bồn chồn không thôi lẽ nào sắp các cửu già gì gì đó tìm tới cửa điện chủ qua lo rồi nguyên tổng bộ lối đình điện chúng ta đã gần năm nghìn đệ tử kẻ nào lại công thức thời Dám đến tìm cho chứ ớ cắn rồi hay ỉ. Nói thì cũng đúng, nói thật là có người dám mò đến thì Chúng ta sẽ cho biết chúng biết hậu quả của việc đắc tội với lối đình điện chúng ta Dứt câu thì Uy ừ, các người là, là thức lực nào xưng tên ra Quỳ ừ, là cho suối thật đó, ừ, dám đến lối đình điện Về chuyện chúng ta Chẳng sống được cái đúng không Một, triệu tập tất cả đệ tử tới đây Xem ra chỉ là một đám ô hợp thôi <laughs> Và sợ à, ngươi ra xử lý tàn cuộc đi Đừng có ảnh hưởng tới nhà hướng của câu cá của ta hiểu chưa? À đi 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 chỗ à. đền điện chủ có đúng không? Câu cá <laughs> Thân Ta hưởng thụ đấy. Người nhàn nhã như vậy nhưng mà có biết vừa rồi ngay tại tự vòng cốc mấy vị đại tử nhỏ yếu và bất hữu tồn tà là bị một đám chứng các chứng lão các người vây cùng. Xí chút nữa thì à xí chút nữa thì quần áo đều rách đấy. Người thân lại điện chủ Hẳn là phiếu đạo lý đó nha Cho nên ta dẫn người tới đây nhận bồi thường nè Bật hữu tổng Chúng ta trước từng có xích mít mà Có phải là cái hiếu nhầm gì không Vâng sâu à Đối phương đã gây đi rõ ràng là đặc Là kỳ đến không thiện rồi Chỉ là một sơ phẩm vợ Tùng Và mười mấy võ sư Cũng dám cướp bút băng nghị băng mật này Giang hồ thời này đúng thực sự là quá loạn rồi đi Mặc dù không biết các người làm như thế nào mà vượt qua sườn mồm của chúng ta, cơ mà có vẻ như các người đi cướp lại không xem ngày rồi. Món tòa thế nhưng là chứng ngũ phẩm võ tông đó nha. Nè nè nè, vừa vẫn bảo bối cá sấu của ta ở trong lùi hồ đang đối đi. Ý? À bộ cá sấu mà người nói có phải là cái đống thịt cho chó ăn nằm ở sau lưng kia kì kia hay không vậy? ýê, cái xấu, tử nạn, cái 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 cái, cái, cái phẩm cũ phong lan vướng. nào, giang sầu à, giúp ta tranh thủ chút đi. hừ, quân tử báo thù 10 năm không muộn. trốn qua huyết diễm môn trước rồi nói. ái chà, chúng ta còn chưa thảo luận xong môi thường sông mà người định đi đâu thế hả xuống đi hai quá nhiều mà thất lâu tà phái quá xì đà hy vọng lực lượng tồn mồm gì cá hơn một chút à, còn không cái gì nữa màu đi tìm bảo kho của chúng đi cướp à, không 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 Anh lấy tài nguyên không lấy xác gì chờ thua tất cả những thứ tiền tài đáng gì đây nữ kinh giờ số tập hợp với trường một một tí tiếp theo nghe chưa huyết diễm mồm ôi không có đôi có chính ở à, phần luận tưởng rằng ta phái các người vì thiếu thốn công pháp mới làm mấy cái chuyện mấy cái chuyện mà thiếu đạo lý chưa không ngờ ngay cả nhân mạng cũng mới xem như là cò rác vốn là muốn tha mạng cho các người một mạng nhưng mà nhưng bốn tòa đã đối ý rồi Cái thứ xuất sinh như các người Không nên tồn tại Tập 207 Phong vụ các Vốn ban đầu bốn tòa chỉ muốn trừng phạt Một chút vì hành vi thớ khiếp người của các người Thế nhưng Trên đường đến đây lại được nghe Không ít chuyển đồ và Diệt một sở tác sở gì Dần dầm cướp bốc những tội ác này không khác biệt lắm so với đám huyết diễm mù. Cho nên môn tòa nhất định phải đóng vài tù la. Quân Thường Tiếu, người tên là Tàu Gạt một lần liên đô với tứ đại một phái của Hóa Dương Quận. Thí thần đi nhất định sẽ không bỏ quà cho bất hữu tông các ngươi. Dù là thần tiên xuất hiện cũng không ngăn được đâu có bốn tòa đâu quỷ thủ tông ở bọn hồ tông này thật là quá phật lối mà nhưng anh cũng phải tự nhận chúng có phật lối tức là có thực lực một hơi gì tiểu ma tông lối đình điện biết gì mộng và phong vụ cát thậm chí là hai môn phái ở trong đó con chó gà cũng cùng ta Tôi đừng là à, cùng mày lúc đó người hết lời khuyên ngàn ta đừng có bốc lên mâu thuẫn với bất hộ tông. Nếu không thì tầm này Linh hồn bảo nghiện của ta còn đang nằm ở trong tay quân thường tiếu. Lỡ hắn làm sao thì anh ta cũng ban mũi. Làm sao mà không vì hắn mà con nhắc chút chứ. À, tổng chủ, ứng trường lão. Thí thần điện đã gửi thứ mời tới. Thí thần. Mới cái trường mồn bãi ba ngày sau tập hợp ở phân đàn của thí thần điện ở Hoa Dương Phụng. Thường tạo chuyện gần đây báo hổ tông lòng hành. Vậy có nghĩa là Thủy Thân Điện là tam lâu tông môn có một phân đà ở hoa dương quốc à? hiện giờ chúng đang dẫn đầu các thế lực các thế lực tà phái ở hoa dương quốc tập hợp nhân thủ dẹp tông chúng ta sao không sai tên tống tự mà bị ngài giữ linh hồn gửi tình báo như vậy đấy, mà vừa mới đuổi được tam lưu sát ma tông thì lại chốc phái một cái tam lưu khác nữa. Tông chủ căn cứ theo tình báo, thì dưới trướng thí tầng điện có hơn 20 tà phái. Tông thở thực lực thì mạnh hơn sát ma tông rất nhiều. Ngày mai liền có hai tên võ vườn, 12 võ tông và một số đệ tử đến bất hộ tông chúng ta. Có lẽ hành động lần này của ngài là quá tình cảm tính rồi. Là đừng Chùa nếu lại cho ta cơ hội, ta vẫn nhất định sẽ huyết tỷ cái đám càng bà đó. Một đời làm người, có những việc người không thể không làm. Nếu không, thì sẽ không bao giờ có cảm giác sống thoải mái, trọn vẹn. Chúng muốn chiến, vậy thì chiến. Một ngày đẹp trời trắng tròn, chân rất tròn. Tâm chủ à, không ngờ chúng ta lại có nhiều giờ mình chọc như thế này. Giờ mình chậu, đây là cái râm gì chưa? Đây là phát minh mới của ta đấy, gọi là bóng đèn. Tới rồi, thế này thì chúng ta có thể làm thêm cả tối rồi Cả tối, vậy có trợ cấp không ở tầm chủ Trợ cấp cái rấm, đây là đại sư của tông môn mối đệ tử, Để về các trách nhiệm Quận tâm chủ à Cái đám tòa phái hòa Dương quận đàn đại đàn, đàn sẽ khí chạy đến rồi Vậy mọi người cũng rảnh rỗi Dựng sân khấu á. Người ta đường xá xa xăm Tới đi thầm thì chúng ta phải chuẩn bị nghìn đón một chút cho anh chủ đáo chưa? Người định mở huyết chiến á? Được cái như vậy chưa? đối phường ký thớ hồng hợp. Không bằng áp đón trước thì đợi lăn xuống lại ra. Ta thành chủ nhà. Lần này bốn tòa chính là muốn chờ thế nhận. Phải khắc ghi trong lòng và tận xuống tủy tồn chỉ có bất hữu tồn chúng ta. sống làm nhân kiệt chết cũng làm quỷ hùng bất cửa là ai kể địch lại lấy lịch thế nào bất cứ tồn tại chỉ có một chữ chuyện lời này của tôn chủ ta mới có nguyện xả thần cung tiến cùng lùi chỉ là hoa dương quận đã muốn trốn chùi trong lũi vậy sau này đối thủ của quân của chân dương quận thì phải làm sao <laughs> để cho chúng mở màn kiến thức một chút Thế nào mới gọi là thành dương quận huyết tính? Ừ? Có vẻ như chúng đến sớm hơn dự tính thì phải. Không, không đúng. Những người này đều là võ giả của thánh dương quận chúng ta. Cái đám tà phái hòa dương quận từ lâu, luôn ký phục giết hại người dương thành. Quân tâm chủ thấy bất tính đôi lại công đạo, lập thánh dương quận chỉ uy. Vậy hôm nay, con chúng còn dám kêu đến chúng ta quyết cờ vai xe cánh cùng bất hữu tổng sinh tử chiến từ chúng hay bảy tập sâu sẽ rất hay